Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Ngày hôm nay có tin tức gì hấp dẫn? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Là một ý tưởng hay để giữ gìn văn hóa dân tộc, thế nhưng đề xuất để nam sinh mặc áo dài đến trường đang vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Những ngày qua, chủ đề xoay quanh những bộ áo dài truyền thống đang rất được cư dân mạng quan tâm, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên, thế hệ còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo đó, trong một buổi truyền cảm hứng áo dài tại trường Trung học phổ thông Marie Curie, thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị khuyến khích học sinh nam mặc áo dài chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần của nghệ sĩ Kim Xuân tạo ra một chủ đề bàn luận sôi nổi trong giới học đường. Chủ đề này sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và tạo ra nhiều phản ứng trái chiều khác nhau. Một số cư dân mạng cho rằng việc con trai mặc áo dài, khăn đóng đến trường khá là bất tiện vì con trai phải chạy nhảy vui chơi, trong khi đó thời tiết Sài Gòn thì nóng bức. Việc vào nhà vệ sinh cũng trở nên bất tiện hơn nếu bộ quần áo có hai tà trước và tà sau. Chưa kể nhiều người lo lắng về vấn đề kinh phí may bộ áo dài chỉ là để mặc vào thứ hai. Tuy nhiên, nếu nhìn theo khía cạnh ngược lại, các nữ sinh đã giữ gìn truyền thống mặc áo dài khá lâu và thành một nét văn hóa học đường. Các bạn nữ cũng là những người thích vui đùa, thích chạy nhảy. Nhiều nữ sinh sẵn sàng buộc gọn tà áo dài để tham gia vào các hoạt động thể thao, thì tại sao nam sinh lại không thể? Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng việc vệ sinh cá nhân của phái nữ còn khó khăn hơn bởi yếu tố giới tính. Thế nhưng các nữ sinh vẫn có thể mặc áo dài bình thường. Rất nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú với đề xuất nam sinh mặc áo dài truyền thống đi học vào sáng thứ hai. Theo đó, loại áo dài được nhắc đến không phải là loại có tà dài lượt thượt, tay chẽn bó sát như của nữ, mà chính là chiếc áo ngũ thân với tà ngắn, tay áo không quá bó với dáng áo rộng rãi và dễ cử động. Đó là loại áo mà các cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đang áp dụng tại công sở vào thứ hai, gây sốt thời gian vừa qua. Thời thế thay đổi, kèm theo đó là những bộ tây trang tiện dụng, áo thun, quần jean, hoodie, v.v. Thế nhưng trong văn hóa người Việt, áo dài vẫn là một bộ trang phục dân tộc gần gũi, quen thuộc, gắn bó với bao thế hệ nữ sinh. Và thời điểm hiện tại, khi văn hóa cổ phong nghiên cứu, tái hiện Việt phục đang được đông đảo các bạn trẻ đón nhận, phải chăng áo dài nói chung và áo dài ngũ thân nói riêng nên là một loại trang phục đầu tiên được phổ biến cho cả nam lẫn nữ, sau đó sẽ đến nhật bình, giao lĩnh, viên lĩnh, áo tấc, vân vân, dần dần gây dựng lại nét văn hóa Việt phục thuần túy đang bị thất truyền. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh News 24 giờ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ kênh News 24 giờ nhé.